Như chữ vào khắp không chỗ đến, pháp luân chánh giác cũng như thế. Vào các lời nói không chỗ vào, hay khiến chúng sinh đều hoan hỉ. Giống như viết chữ vào khắp tất cả sự, tất cả lý, tất cả cảnh giới mà bổn thân không chỗ đến, Như Lai truyền bánh xẻ pháp cũng như thế. Vào khắp tất cả lời nói mà không chỗ vào, hay khiến cho tất cả chúng sinh sinh đại hoan hỉ. Do đó có câu, lời thô hay lời vi tế đều trở về đệ nhất nghĩa, đều được lợi ích. Chúng sinh muốn nghe pháp gì thì nói pháp đó. Phật có tam muội tiền số giáo và định đó rồi mới nói pháp. Tất cả chúng sinh vô biên lượng các vàng âm thanh khiến ngộ hiểu. Phật có một thứ tam muội tên là số giáo. Phật vào tam muội số giáo vô ngại vô ý này rồi mới diễn nói diệu pháp. Tất cả chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, Phật nói pháp không cùng phát ra một thứ âm thanh khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ hiểu được. Do đó có câu, Phật dùng một âm diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Con người thì nói tiếng loài người, ngựa thì nói tiếng ngựa, bò thì nói tiếng bò, chó thì nói tiếng chó, mèo thì nói tiếng mèo. Tóm lại loài chúng sinh gì khi nghe pháp âm của Phật thì đều hiểu được. Trong mỗi mỗi âm lại diễn nói, vô lượng âm thanh đều khác biệt, nơi đời tự tại chẳng phân biệt, tùy họ ưa thích khắp khiến nghe. Và trong mỗi âm thanh lại phát ra vô lượng âm thanh, nhưng trong vô lượng âm thanh đều khác nhau. Đối với thế gian tất cả đều tự tại chẳng có gì phân biệt, tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh, khắp khiến cho chúng sinh được nghe pháp âm. Phân tử chẳng từ trong ngoài ra, cũng chẳng thất hoại không tích tập, mà vì chúng sinh chuyển pháp luân tự tại như vậy rất kỳ đặc. Phân tử chẳng phải từ trong ra, cũng chẳng phải từ ngoài ra, cũng chẳng có thất hoại, cũng chẳng có tích tụ. Phật vì chúng sinh mà chuyển bánh xe pháp tự tại như vậy rất là kỳ đặc, diệu không thể tả được. Phật tử Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết Như Lai ứng chánh đẳng giác vào bát niết bàn? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị Phật tử Đại Bồ Tát nên làm thế nào biết Như Lai ứng chánh đẳng giác vào bát niết bàn? Phật tử Đại Bồ Tát muốn biết Như Lai vào đại niết bàn thì phải biết rõ nguồn gốc của tự tánh. Như chân như niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như thật tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như pháp giới niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như hư không niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như pháp tánh niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như liệu dục tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như vô tướng tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như ngã tánh tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như tất cả pháp tánh tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Như chân như tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Tại sao? Vì niết bàn không sinh không xuất. Nếu pháp không sinh không xuất thì không có diệt. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát muốn biết Như Lai vào đại niết bàn như thế nào thì phải biết rõ nguồn gốc của tự tánh mới minh bạch được vào niết bàn như thế nào. Giống như chân như niết bàn không sinh không diệt, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như thật tế lý thể niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như pháp giới niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như hư không niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như pháp tánh bất động niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như lìa dục tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như vô tướng tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như ngã tánh tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như tất cả pháp tánh tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Giống như chân như tế niết bàn, Như Lai niết bàn cũng như vậy. Tại sao? Vì niết bàn không có sinh không có xuất. Nếu pháp cũng không sinh cũng không xuất thì không có diệt. Nếu không có sinh sao lại có diệt? Ở trên nói về các thứ niết bàn, đó là hình dung cảnh giới của niết bàn, chẳng sinh chẳng diệt, không xuất không nhập. Phật tử Như Lai chẳng vì Bồ Tát nói rốt ráo niết bàn của các Như Lai, cũng chẳng vì Bồ Tát thị hiện việc đó. Tại sao? Vì muốn khiến cho tất cả Như Lai thường trụ ở trước họ, ở trong một niệm thấy tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, sắc tướng viên mãn đều như hiện tại, cũng chẳng khởi tưởng hai, chẳng hai. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát đã vĩnh viễn để khỏi tất cả các tướng chấp trước. Các vị Phật tử Như Lai chẳng vì Bồ Tát nói cảnh giới rốt ráo niết bàn của các Như Lai, cũng chẳng vì Bồ Tát thị hiện cảnh giới đó. Tại sao? Vì muốn khiến cho tất cả Bồ Tát khai ngũ nhãn thấy tất cả Như Lai thường trụ ở trước họ, ở trong một niệm thấy được tất cả chư Phật quá khứ và vị lai, ba bị hại